Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV về lô một lô hồ điệp Đài Loan cắt ngồng rất là đẹp, muốn chia sẻ cho các bạn. Lô này có rất là nhiều màu, bao gồm những màu cơ bản như là cây màu trắng, màu vàng, màu hồng Anna, đỏ ớt, đột biến hoặc là màu tím. Rất là nhiều màu sắc, khoảng 8 đến 9 màu. Đây là khu vực là cây màu trắng. Cây màu trắng thì thường các em sẽ rất là to. Tất cả những cây này là cây hàng Đài Loan cắt ngồng. Chúng ta tận dụng những cây này, chúng ta về chúng ta trồng các bạn nhé. Rất là đẹp. Đây là khu vực cây màu trắng, trắng V3 đó nha. Trong lô này mình xin giới thiệu rằng là trong lô hàng này mình sẽ lựa được chuẩn 3 màu cho các bạn. Chắc chắn là chuẩn được 3 màu. Và ngoài ra có 5 màu lộn xộn thì mình không thể lựa được. Thì mình có thể lựa được những màu chuẩn, đó chính là cái cây màu trắng V3 là màu thứ nhất. Thứ hai là màu hồng Anna, màu này là mình sẽ lựa được. Và màu thứ ba đó chính là màu vàng 2035. Thêm một màu nữa là màu đỏ ớt, mình có lựa được cho các bạn. Cây màu đỏ ớt thì lá nó hơi xấu chút xíu nên mình rất là ngán chia sẻ. Thì lô này là nếu các bạn mà mua 5 cây, mình sẽ lựa 5 màu, giá là 325.000 bao ship, mình sẽ ship toàn quốc. Mình sẽ lựa 5 màu cho các bạn khác nhau. Ví dụ như là cây của lá màu trắng này. Cây này lá tròn tròn, lá tròn tròn là cái cây này, cây màu vàng các bạn nhé. Vàng 2035 là cái cây lá màu, thường thường là lá nó màu hình tròn. Và đây là khu vực màu lá đậm. Cây này cây lá đậm là cây màu hồng Anna. Màu hồng Anna là cái màu này các bạn nhé. Và ngoài ra là cái cây màu đỏ ớt. Đây là cây màu đỏ ớt này. Cây màu đỏ ớt là cái cây rất là dễ nhận biết. Đó chính là em này em ấy mắc một cái bệnh không thể khắc phục được, đó chính là cứ mọc lá nó lại bị tét, giống như là cây hồ điệp băng băng vậy. Đó, những cái sọc lá là cây đỏ ớt đây này. Đây là cây màu đỏ ớt nhé. Cây màu đỏ ớt rất là ngán, các em hay bị lôi lá lắm. Đây là lá nhẹ đấy. Đây là cây bị nặng này. Đó, cây màu đỏ ớt. Màu đỏ ớt là màu này các bạn nhé. Cây màu đỏ ớt thì cây này là thường thường lá rất là xấu. Nếu mà các bạn mà chọn cái cây màu đỏ ớt này, phải chấp nhận rằng lá nó sẽ bị tét như này, không tránh được. Trong lô này mình sẽ lựa được chuẩn màu cho các bạn 4 màu. Thứ nhất là màu trắng V3, màu vàng, màu hồng Anna và màu đỏ ớt. Là ít nhất là các bạn có 4 màu. Còn đâu nào 4 màu khác nhau nữa là mình không lựa được. Ví dụ như là màu cam hoặc là màu chớp đột biến này là mình không lựa được, bởi vì cái cổ lá nhìn nó rất là giống nhau. Đây là khu vực cái màu trắng này. Cái màu trắng nhìn rất là đẹp. Bạn nào mà không thích cây màu trắng thì bỏ cây màu trắng này ra, mình sẽ không lựa cho các bạn cây này. Nhưng mà thường thường thì các bạn mà không lựa cây màu trắng thì nhìn rất là phí và rất là thiếu sót, tại vì cây màu trắng nhìn rất là đẹp, nó là cái cây đẹp nhất mà các bạn không lấy. Thì mình sẽ lựa cho các bạn những cây màu như cây màu vàng. Đây mình sẽ lựa cho các bạn những cây màu vàng như này, hoặc là lựa cho các bạn những cây màu hồng Anna. Hồng Anna, đó. Đây tất cả là những hàng Đài Loan. Các bạn tận dụng những cái gốc này chúng ta về trồng. Thì nếu mà các bạn mà muốn để các em kịp Tết á, bởi vì đây là những cái hàng cắt ngồng này mà, các bạn muốn em cho ra ngồng tiếp theo thì các bạn hãy để nguyên này, các bạn đừng bóc tách gì cả. Còn đâu các bạn mà chơi theo cách của Sóc Cò là mình chơi không có bị áp lực về vấn đề về bông á, ngày Tết á, thì các bạn về các bạn bỏ 2/3 giỡn này, để lại 1/3 giỡn, các bạn chèn tham giống như mình này thì cây sẽ cho ra bông. Và tất cả những hàng này đó là đều phân nhánh bình thường. Tại sao mình nói phân nhánh? Đây là những cây mà mình trồng các bạn này. Các em phân nhánh bình thường là đang ra bông này. Đang phân nhánh. Bên này vậy, cây màu cam này, các bạn thấy không, nó đang phân nhánh này. Nó phân nhánh rất là dễ dàng. Hoặc là khu vực cây màu vàng này cũng vậy nè. Các em đang phân nhánh trên, phân nhánh dưới, đó, hai cành luôn này. Rất là dễ dàng. Đây là khu vực cây màu đỏ ớt. Cây màu ớt thường thường hay bị tét lá này. Còn ở đây là khu vực cây màu hồng Anna. Hồng Anna mình sẽ lựa được cho các bạn ít nhất là được 5 màu, của nó là maximum tối đa là được 8 màu. Đây là khu vực màu hồng Anna rất là đẹp. Đây là khu vực màu vàng 2035. Màu vàng đây. Thì giá là 65.000 một chậu, các bạn mua 1 chậu, 2 chậu mình cũng ship nhá. Phí ship là 40.000. Mua 5 chậu combo thì được 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Cây màu trắng nhìn nó đã vậy trời, nó to lắm. Nếu các bạn mà yêu thích cái cây to đó và không có bị giới hạn về màu sắc,
Bởi vì là cái cây to thường thường nó chỉ sổ ra một màu, thì là cây màu trắng thì mình sẽ lựa cho các bạn cây màu trắng. Còn đâu mà xác định mà đã là mua nhiều màu ấy, phải có cây to, cây nhỏ, cây lá ngắn, cây lá dài, cây lá tròn, cây lá đậm. Hồ điệp màu sắc khác nhau, kiểu lá sẽ khác nhau hoàn toàn. Nếu mà các bạn mà mua hồ điệp mà 10 cây giống nhau y hệt thì chắc chắn là các bạn sẽ chỉ có được một màu mà thôi. Đấy, các bạn thấy là cây màu trắng này, nó sẽ lá khác hoàn toàn với cây màu vàng, đúng không? Cây màu vàng lá tròn hơn. Đây, cây màu hồng Anna các bạn thấy này. Đó, cây màu trắng này, cây màu hồng, cổ lá nó màu hồng này. Đó, mình so sánh chi tiết để các bạn dễ nhận biết nhé. Đây, cây màu đỏ ớt, các bạn thấy lá kiểu lá khác không? Đó, mua nhiều màu sẽ được nhiều kiểu lá, sẽ có cây lá to, cây lá nhỏ, cây lá ngắn, cây lá dài. Và các bạn khi nhận hàng ấy, kiểm tra hàng kỹ giúp mình, đẹp thì lấy, xấu gửi về. Vàng 2035 có đến 8 màu, khoảng 8 màu khác nhau, nhưng mà mình sẽ cố lựa được cho các bạn ít nhất là phải được 4 màu. Những màu cơ bản của cây hồ điệp như là cây màu vàng, cây màu đỏ ớt, cây màu hồng và cây màu trắng. Ít nhất là được 4 màu và nhiều nhất là được 8 màu. Các bạn có thể là gom đơn các bạn nhé. Các bạn có thể gom đơn, các bạn có thể là gom đơn là mua đai châu này, hồ điệp, hoặc các bạn có thể là mua dendro. Các bạn mua làm sao mà được 5 cây thì sẽ được miễn tiền ship. Còn nó dưới 5 cây là phí ship là 40.000. Thường thường thì mình hay khuyên các bạn rằng là khi mà chúng ta chơi lan ấy, khi mà chúng ta đã thích những cái gốc nó mà đẹp thì chúng ta cứ sưu tầm và chúng ta trồng. Đừng có áp lực về vấn đề về bông ngày Tết cả. Các bạn trồng ra bông ngày nào thì là Tết ngày đó, chứ không cần nhất thiết là phải Tết có bông. Ngày Tết mà không có bông ra ngoài chợ mua 200.000 một cành về trưng. Chứ các bạn cứ mang cái cây này các bạn về, các bạn cứ đè các em ra, các bạn cứ kích bông để làm cái gì? Lợn lành thành lợn què. Cái cây người ta đang đẹp nhưng mà các bạn không biết kích, cuối cùng là lan đã chết. Vừa phí tiền của các bạn này, phí tiền này, lan chết này, phí công sức. Không nên kích để nó ra bông tự nhiên. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Xin chào và hẹn gặp lại.